Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ vẽ về bức tranh con trồn để gửi tặng đến các bạn. Mình mong rằng mọi người xem video thì đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Cảm ơn các bạn rất nhiều.